chào quý vị và bà con. Trong đêm nay và trưa mai, khu vực vùng biển phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Tuy nhiên từ tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh mới tăng cường sẽ về đến vùng biên giới Việt Trung và bắt đầu chu kỳ ảnh hưởng mới. Dự báo khoảng tối và đêm mai 1 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó thì ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ thì từ gần sáng ngày 2 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền, mạnh cấp 2, cấp 3. Ở vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Đợt tăng cường tiếp theo của bộ phận không khí lạnh có chu kỳ hoạt động khá dài, bởi khoảng chiều tối và đêm ngày 3 tháng 12 và ngày 5 tháng 12 sẽ lại có đợt tăng cường tiếp theo. Do vậy, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông liên tục duy trì trường gió đông bắc cường độ mạnh. Trời rét nên ảnh hưởng nhiều đến thời gian bám biển của các loại nghề khai thác hải sản, năng suất đánh bắt thấp hơn và không thuận lợi cho khai thác được ở vùng biển xa bờ. Vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mây màn hoạt động, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của ngư dân. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, ngày hôm nay trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam hoạt động, mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường, tàu thuyền có thể khai thác và đánh bắt an toàn trên biển. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Khu vực vùng biển này tiếp tục một ngày có thời tiết ổn định, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Các phương tiện đánh bắt có thể hoạt động và khai thác gần bờ cho sản lượng ổn định. Thời điểm này thì thuận lợi cho nghề lưới rê, lưới cản và lưới quét. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt gần bờ cũng như xa bờ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Tới vùng biển Bình Thuận, Cà Mau ngày hôm nay thời tiết khá ít mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển ổn định. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trên khu vực vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, thời tiết tốt lên thấy rõ, trời giảm mây và giảm mưa nhanh. Hôm nay thì mưa rào và dông ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, biển êm. Bà con ngư dân có thể khai thác và đánh bắt an toàn trên biển. Vùng biển Vịnh Thái Lan, sang đến ngày hôm nay thì những khối mây dông trên khu vực Vịnh Thái Lan bắt đầu suy yếu và tan rã dần. Tuy nhiên vẫn còn có khả năng gây mưa nhỏ trên diện rộng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông hoạt động mạnh cấp 4, thuận lợi cho các loại phương tiện tàu thuyền di chuyển trên biển. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Thời điểm này thì ngư trường lưới rê cho khai thác sản lượng cao ở khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa và phía tây bắc của quần đảo Trường Sa. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, khu vực giữa Biển Đông trời trong và ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Biển bình thường, tàu thuyền có thể hoạt động an toàn. Trong thời gian này, thì ngư trường cá ngừ đại dương cho khai thác sản lượng cao ở khu vực phía tây bắc quần đảo Trường Sa. Khu vực phía nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Vùng biển phía nam Biển Đông thời tiết ổn định hơn, mây dông tan nhanh, mưa dông xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Nhìn chung, thời tiết trên toàn vùng biển chưa thấy có dấu hiệu xuất hiện những cơn mưa dông mạnh, song các tàu thuyền ra khơi và đang hoạt động trên vùng biển này cần theo dõi và cập nhật thường xuyên những bản tin thời tiết để có những thông tin kịp thời và chính xác nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!